Cô chào em. Chào mừng các em học sinh tham gia tiết học môn hóa học lớp 9, chủ đề muối. Mở đầu tiết học hôm nay, mời các em bắt đầu với ô số diệu kỳ. Hãy trả lời câu hỏi trong ô số tương ứng. Mỗi ô số cho biết thông tin gì về muối? Ô số 1. Cho quỷ tím vào dung dịch canxi hydroxit. Quỷ tím có màu xanh. Nhỏ từ từ dung dịch axit chlorhydrid vào cho tới dư thì A. Quỷ tím vẫn màu xanh. B. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn. C. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ. Đáp án đúng của chúng ta là câu nào? Chính là câu C đấy. Dung dịch canxi hydroxit là dung dịch bazơ nên làm quỷ tím chuyển sang màu xanh. Khi cho dung dịch axit chlorhydrid vào dung dịch bazơ, phản ứng trung hòa sẽ xảy ra, tạo thành muối là môi trường trung tính nên không làm đổi màu quỷ tím. Vì vậy, màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn. Khi axit chlorhydrid dư, môi trường chuyển sang môi trường axit nên quỷ tím lại chuyển sang màu đỏ đấy. Như vậy, thông qua bài học này, phần câu 1, chúng ta biết được muối là môi trường trung tính, không làm đổi màu quỷ tím. Ô số 2. Dung dịch A có pH nhỏ hơn 7 và khi tác dụng với dung dịch bari cloro tạo chất kết tủa màu trắng. Chất A là câu A, axit chlorhydrid. Câu B, axit sulfuric. Câu C, natri sulfat. Câu D, canxi hydroxit. Em chọn câu nào? Dung dịch A có pH nhỏ hơn 7 nên đây là dung dịch axit. Trong bài của chúng ta có hai đáp án A và B. Nhưng chỉ có axit sulfuric tác dụng với dung dịch bari cloro để tạo thành kết tủa trắng, đó là chất bari sulfat. Do đó, đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án B. Câu số 3. Trong các chất đồng oxit, kali hydroxit, axit sulfuric, natri cloro, canxi carbonate, bari sulfat, amoni nitrat, chất nào là muối tan trong nước? Để trả lời được câu hỏi này, trước hết các em phải tìm ra công thức hóa học của muối là gì trong số các công thức đã cho. Đó là bốn muối: natri cloro, canxi carbonate, bari sulfat và amoni nitrat. Rồi sau đó em hãy dựa vào bảng tính tan để tìm xem muối nào tan trong nước nhé. Đáp án của chúng ta là muối natri cloro và amoni nitrat. Câu số 4. Cho các chất bari hydroxit, bari cloro, natri sulfat, lưu huỳnh trioxit. Hãy chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống, hoàn thành các phương trình hóa học sau. Đáp án của em là gì? Chúng ta cùng phân tích bài giải nhé. Trong phương trình thứ nhất, từ axit tạo thành muối và axit mới, chứng tỏ chất tham gia phản ứng phải là muối. Dựa vào thành phần của sản phẩm có chứa nguyên tố bari và nguyên tố clo, chứng tỏ chất tham gia phản ứng phải là bari cloro. Trong phương trình thứ hai, từ bazơ tạo thành muối và bazơ mới, chứng tỏ chất tham gia phản ứng phải điền là muối. Dựa vào sản phẩm, ta thấy có chứa nguyên tố natri và nguyên nhóm SO4, vậy chứng tỏ chất cần điền là natri sulfat. Trong phương trình 1, giúp ta nhớ lại tính chất hóa học của
axit tác dụng với muối để tạo thành muối mới và axit mới. Trong phương trình 2, giúp ta nhớ lại tính chất hóa học của bazơ là tác dụng với muối để tạo thành muối mới và bazơ mới. Thông qua bộ ô số dự kỳ, chúng ta biết được muối thật thú vị. Vậy, muối còn có những tính chất hóa học nào? Mời các em cùng tiếp tục chúng ta học bài hôm nay nhé! Bài 9. Tính chất hóa học của muối. Em hãy điền nội dung thích hợp vào ô trống trong bảng phiếu học tập 1 này. Hãy dựa vào tên gọi để viết lại công thức hóa học của muối và ngược lại. Dựa vào công thức hóa học, em sẽ tìm được thành phần của muối. Và dựa vào bảng tính tan, em sẽ biết được muối đó tan hay không tan trong nước. Đây là đáp án của cô. Như vậy, các muối chính là những hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H cộng của axit bởi ion kim loại hoặc ion NH4 cộng. Để biết được các tính chất hóa học của muối, mời các em tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng trong phiếu học tập 2. Ở đây chúng ta có 4 thí nghiệm. Hãy quan sát hiện tượng của các thí nghiệm này để rút ra kết luận nhé. Thí nghiệm 1. Cho dây đồng vào ống nghiệm chứa dung dịch bạc nitrat. Mời các em quan sát video thí nghiệm sau. Như vậy, trong thí nghiệm 1, chúng ta nhận thấy xuất hiện kim loại màu xám bám ngoài dây đồng. Đó chính là kim loại bạc. Dung dịch ban đầu không màu dần sang màu xanh chính là muối đồng nitrat. Từ phương trình thí nghiệm, chúng ta thấy được rằng dung dịch muối bạc nitrat đã tác dụng với kim loại đồng để tạo thành muối đồng nitrat và kim loại bạc, chứng tỏ dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. Trong thí nghiệm 2, cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dung dịch kẽm clorua. Không có hiện tượng phản ứng, chứng tỏ dung dịch muối kẽm clorua không phản ứng với kim loại đồng. Vậy tại sao cùng là sự tiếp xúc giữa kim loại và dung dịch muối, nhưng thí nghiệm 1 có phản ứng hóa học xảy ra, còn thí nghiệm 2 thì không? Vậy điều kiện của phản ứng giữa dung dịch muối và kim loại là gì? Đó chính là kim loại phản ứng hoạt động hóa học mạnh hơn kim loại trong muối. Vậy làm thế nào biết được kim loại nào hoạt động hóa học mạnh hơn? Chúng ta sẽ dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại. Nội dung của dãy hoạt động này chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 17. Đi từ trái sang phải, kim loại đứng trước mạnh hoạt động hóa học mạnh hơn kim loại đứng sau. Do đó, từ magie trở đi, kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Vì vậy, kim loại đồng hoạt động hóa học yếu hơn kim loại
kẽm. Do đó, kim loại đồng không thể đẩy được kim loại kẽm ra khỏi dung dịch muối kẽm clorua, nên thí nghiệm 2 không có hiện tượng phản ứng. Vậy, phải làm gì? Đối với phản ứng này, chúng ta chọn kim loại nào điền vào vị trí này đây? Cô sẽ chọn kim loại nhôm. Ngoài ra, em có thể chọn kim loại magie. Tại sao chúng ta không thể chọn kim loại kali và natri? Chúng ta sẽ giải thích về điều đó ở bài 17 nhé. Thí nghiệm 3. Nhỏ dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm chứa dung dịch natri clorua. Mời các em quan sát thí nghiệm sau. Natri clorua tác dụng với bạc nitrat. Cho vào ống nghiệm 1-2 ml dung dịch natri clorua. Thêm tiếp từng giọt dung dịch bạc nitrat. Cho biết hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm, giải thích và viết phương trình phản ứng. Các em đã quan sát được hiện tượng gì nào? Chính là sự xuất hiện của chất trắng lắng xuống đáy ống nghiệm, đó chính là bạc clorua kết tủa đấy. Như vậy, dung dịch bạc nitrat đã tác dụng với dung dịch natri clorua để tạo thành natri nitrat tan nằm phía trên và dung dịch bạc clorua là chất kết tủa trắng lắng xuống đáy ống nghiệm. Qua thí nghiệm này, chúng ta có thể kết luận được hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới. Trong thí nghiệm 4, nhỏ dung dịch magie sulfate vào ống nghiệm chứa dung dịch natri clorua không có hiện tượng phản ứng, chứng tỏ dung dịch magie sulfate không phản ứng với dung dịch natri clorua. Vậy tại sao cùng là sự tiếp xúc giữa hai dung dịch muối nhưng thí nghiệm 3 có phản ứng xảy ra còn thí nghiệm 4 không có phản ứng xảy ra? Vậy điều kiện của phản ứng giữa hai dung dịch muối là gì? Đó chính là sản phẩm phải có chất kết tủa. Dựa vào các điều kiện của phản ứng, em hãy thử viết ví dụ cho tính chất hóa học này nhé. Đây là một gợi ý của cô. Và chúng ta có thể sử dụng muối bari clorua để nhận biết các muối sulfat đấy, vì nó sẽ tạo thành kết tủa bari sulfat không tan trong nước và không tan trong cả axit. Ngoài ra, muối còn có các tính chất hóa học nào khác? Đó chính là hai tính chất hóa học mà chúng ta vừa ôn tập ở đầu tiết học đấy. Muối tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới. Điều kiện của phản ứng này là phản ứng phải tạo được chất kết tủa hoặc chất khí. Và trong tính chất thứ tư, muối tác dụng với bazơ. Muối tác dụng với dung dịch bazơ sẽ tạo thành muối mới và bazơ mới. Điều kiện phản ứng: hai chất tham gia phản ứng đều phải tan và sản phẩm phải có ít nhất một chất kết tủa. Em hãy viết ví dụ cho các tính chất hóa học này nhé. Đây là gợi ý của cô. Để viết đúng các phương trình hóa học, các em cần lưu ý các điều kiện phản ứng nhé. Ngoài ra, muối còn có tính chất hóa học nào? Muối còn có thể bị phân hủy bởi nhiệt. Em nhớ các phương trình hóa học nào liên quan đến tính chất này? Đây là hai phương trình hóa học rất quen thuộc. Tử thuốc tím, kali permanganate, khi bị nhiệt phân sẽ sinh ra khí oxy. Đây cũng là phương pháp điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm mà em đã được học ở lớp 8 đấy. Còn đây là điều chế vôi sống từ đá vôi. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu 5 tính chất hóa học của muối. Dựa trên 5 tính chất hóa học này, chúng ta cũng có 5 phương pháp điều chế muối đấy.
Em phải viết các phương trình hóa học minh họa cho các phương pháp điều chế muối này nhé. Chúng ta làm bài tập 3 trang 33 sách giáo khoa nào. Em phải chú ý các điều kiện phản ứng để nhận biết xem muối nào có thể tác dụng với các dung dịch ở câu A, B, C nhé. Đây là đáp án gợi ý của cô. Trong câu A, cả hai muối đều tác dụng với dung dịch natri hydroxit vì phản ứng đều tạo ra được chất kết tủa. Trong câu B, không có chất nào cùng tác dụng với axit chloric vì không thể đảm bảo được điều kiện phản ứng là phản ứng không sinh ra được sản phẩm là chất kết tủa hay chất khí. Trong câu C, chỉ có muối đồng cloro tác dụng với bạc nitrat vì sinh ra chất kết tủa bạc cloro. Em hãy quan sát các phương trình hóa học sau, nhận xét thành phần cấu tạo của các chất tham gia phản ứng và sản phẩm, từ đó đặt tên cho các phản ứng này. Chúng ta nhận thấy rằng các chất tham gia phản ứng đã có sự trao đổi thành phần cấu tạo của chúng để tạo thành các sản phẩm. Như vậy, phản ứng này có tên là phản ứng trao đổi. Dựa vào ví dụ, chúng ta có được khái niệm về phản ứng trao đổi. Khái niệm này có trong sách giáo khoa, trang 32. Dựa vào các phương trình hóa học trên và điều kiện của các phản ứng trong muối, các em hãy suy nghĩ xem điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi là gì. Đó chính là sản phẩm phải có chất không tan hoặc chất khí. Nếu hai chất phản ứng với nhau mà không đảm bảo điều kiện này thì nghĩa là không có phương trình, không có phản ứng xảy ra đâu đấy. Ở đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của muối natri cloro và nước trong phản ứng này. Cả hai sản phẩm đều không phải là chất kết tủa hoặc chất khí, nhưng tại sao phản ứng lại xảy ra được? Đó là do phản ứng tạo thành nước, và nước là chất định lý yếu. Như vậy chúng ta có thêm một kiến thức nữa, đó là các phản ứng trung hòa cũng thuộc phản ứng trao đổi và luôn xảy ra. Mời các em làm bài tập trong phiếu học tập số 3. Để làm được bài tập này, các em cần lưu ý điều kiện của phản ứng nhé. Làm thế nào để biết phản ứng có thể xảy ra hay không? Bước đầu, em có thể trao đổi các thành phần hóa học của các chất tham gia để tạo thành sản phẩm. Sau đó, kiểm tra lại các sản phẩm đó có chất kết tủa hay không. Nếu không có chất nào là chất kết tủa trong các sản phẩm đó, thì chứng tỏ không có phản ứng hóa học xảy ra đâu. Đây chính là đáp án của cô. Và như vậy, chúng ta có hai phương trình hóa học minh họa cho hai phản ứng hóa học. Mời các em tham gia trò chơi đi tìm kho báu. Mỗi kiến thức giải được trong mỗi hàng là chúng ta đã tìm được một kho báu quý giá đấy. Hàng thứ nhất, công thức hóa học của một loại khí có mùi khai là gì? Đó chính là khí amoniac NH3. Hàng ngang thứ tư, công thức hóa học của muối tạo ra từ phản ứng giữa kali carbonate và axit chloric là gì? Chính là muối kali cloro. Hàng ngang số 3, công thức hóa học của chất kết tủa tạo ra từ phản ứng giữa bạc nitrat và kali cloro là gì? Chính là muối bạc cloro. Chúng ta còn một ô số ở ô này nữa. Và các em có dự đoán được đó là chữ cái gì không? Chúng ta kiểm tra lại nhé. Hàng ngang số 2, phản ứng này thuộc loại phản ứng nào?
Đó chính là phản ứng trao đổi. Như vậy, chìa khóa của chúng ta chính là hàng dọc có công thức hóa học là NaCl, muối natri clorua. Đây chính là muối ăn đấy. Vậy natri clorua có ở đâu trong tự nhiên và người ta đã khai thác nó như thế nào? Mời các em tham gia bài học bài 1, một số muối quan trọng. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung. Thứ nhất, trạng thái tự nhiên và cách khai thác muối natri clorua. Thứ hai, luyện tập các kiến thức liên quan đến muối. Trong tự nhiên, muối natri clorua có ở đâu? Chính là trong nước biển và trong mỏ muối đấy. Một mét khối nước biển hòa tan 27 kg muối natri clorua, 5 kg muối magie clorua, 1 kg muối canxi sunfat và các muối khác. Ngoài ra, natri clorua còn tồn tại trong lòng đất dưới mỏ. Đó là các mỏ muối có nguồn gốc từ những hồ nước mặn có trước đây hàng triệu năm. Nước hồ bị bay hơi, còn lại muối natri clorua kết tinh thành những vỉa dày trong lòng đất. Một số hình ảnh về muối và những mỏ muối nổi tiếng. Đây chính là một hồ muối, mỏ muối nổi tiếng ở Ba Lan. Mỏ muối này đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO năm 1978. Đây là mỏ muối sâu nhất và lớn nhất ở Mỹ. Mỏ muối này như một thành phố ngầm rộng lớn với diện tích 600 hecta. Còn đây là sa mạc hồ nước mặn lớn nhất thế giới. Đây là hình ảnh của mỏ muối được hình thành từ 250 triệu năm trước dưới đáy biển của Ukraine. Như vậy, trong tự nhiên, muối natri clorua có nhiều dưới dạng hòa tan trong nước biển và kết tinh trong mỏ muối. Vậy làm thế nào để khai thác được muối này? Đây là những hình ảnh về những cánh đồng muối đẹp nhất ở Việt Nam hoặc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dựa vào những hình ảnh trên, em biết được muối natri clorua được khai thác từ nước biển bằng cách nào không? Trên nguyên tắc làm bay hơi nước biển để thu được muối kết tinh, người ta đã khai thác muối natri clorua bằng nước biển đấy. Nhưng quy trình để khai thác muối này rất vất vả. Các em cùng theo dõi đoạn video này nhé. Kinh nghiệm của diêm dân dùng Dương Hải Ninh Thuận qua gần 400 năm đúc kết lại như sau. Để làm ra được hạt muối, trước hết phải hội tụ đủ ba đặc điểm cơ bản về địa lý. Trước hết, dùng đất ấy phải có nước biển mặn ngoài, có nồng độ mặn hơn bình thường của nước biển. Phải có gió, cái gió đủ sức để quạt khô nhiều thứ. Và cuối cùng là phải có nắng, cái nắng như dội lửa, đủ sức làm khô làn nước sạm màu. Đối với người làm muối theo phương pháp thủ công và nhỏ lẻ, thì khi đã có đầy đủ ba điều kiện và những yếu tố tự nhiên ấy rồi, người làm muối còn phải đào những kênh dẫn nước từ biển vào, phải bê bờ đắp cồn ngăn ô. Cái công việc ấy cứ diễn ra năm này sang năm khác, hoàn thiện dần từ đời này sang đời khác, mới trở thành một ruộng muối chuyên canh. Bao giờ cũng vậy, công việc hàng ngày của người làm muối luôn liên quan với nhau bằng nhiều công đoạn khác nhau. Phải giăng cát, giăng đất, giăng nền, làm bệnh đất trên một diện tích nhiều ô khác nhau. Sau khi phơi nền đất trong nhiều giờ, khô tới độ lớp đất ấy phải tơi xốp, thì mới đưa nước biển vào để lọc. Khi nền đất được nén chặt bằng nhiều hình thức, thì nước biển mới được dẫn vào đi qua bể lọc nữa để tăng thêm độ mặn của nước. Có được thứ nước mà nồng độ mặn cao, người làm muối mới dùng thứ nước ấy đổ lên mặt từng ô, giặt phơi cho đến khi hơi nước bay đi, chỉ còn lại những hạt muối đặc quánh như một tảng băng trên mặt ruộng, gọi là muối nền.
Sau đó, họ tiếp tục bơm thêm nước biển vào và lại phơi một lần nữa cho đến khi hơi nước bay đi, chỉ còn lại những hạt muối. Đó là những hạt muối ăn hàng ngày của chúng ta. Qua video đó, chúng ta thấy được nghề làm muối rất vất vả đúng không các em? Hiện nay, để tăng lên chất lượng của muối, làm cho muối trắng hơn, người ta có thể trải bạc ở trên ruộng muối đấy. Còn việc khai thác natri clorua từ mỏ muối, họ sẽ đào hầm qua lớp đất đá đến mỏ muối, rồi thu được muối, đem nghiền nhỏ, tinh chế để tạo thành muối sạch. Như vậy, có hai phương pháp để khai thác muối natri clorua từ tự nhiên đấy. Chúng ta cùng làm bài tập số 1, trang 36, sách giáo khoa. Trong bốn muối trên, muối nào không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó? Chính là chì nitrat, vì trong nó có chứa nguyên tố kim loại nặng là chì. Muối nào không độc nhưng cũng không nên có trong nước ăn vì vị mặn của nó? Chính là muối natri clorua. Muối nào không tan trong nước nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao? Là muối canxi carbonate đấy. Muối nào rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao? Là muối canxi sunfat. Như vậy chúng ta biết được thêm các tính chất của các muối này. Bài tập số 2. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có muối natri clorua. Hãy cho biết hai dung dịch ban đầu có thể là những chất nào? Minh họa bằng các phương trình hóa học. Như vậy, chúng ta lưu ý hai điều kiện của bài. Thứ nhất, là các chất tham gia phản ứng phải là dung dịch. Thứ hai, sản phẩm sinh ra phải có muối natri clorua. Em hãy nhớ lại tính chất hóa học của các dung dịch đã học là dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối. Và hãy xem các dung dịch nào tác dụng với nhau để thu được sản phẩm trong đó có chứa natri clorua. Vậy các chất tham gia phản ứng phải là những chất nào để thành phần của chúng có nguyên tố natri và nguyên tố clo? Đối với natri là kim loại, sẽ có mặt trong dung dịch bazơ hoặc dung dịch muối. Mà bazơ thì chắc chắn là natri hydroxit rồi. Còn đối với nguyên tố clo, có thể có mặt trong dung dịch axit clohydric hoặc các muối clorua. Như vậy, chúng ta có các phương pháp điều chế sau. Phương pháp thứ nhất, ta sẽ cho bazơ tác dụng với axit để tạo thành muối và nước. Chắc hẳn các em đã biết được đó là bazơ và axit nào rồi. Chính là natri hydroxit tác dụng với axit clohydric để tạo thành muối, natri clorua và nước đấy. Phương pháp 2, ta cho bazơ tác dụng với muối để tạo thành muối mới và bazơ mới. Vì natri clorua là muối tan, nên chắc hẳn ở đây bazơ mới phải là bazơ không tan. Muối này phải là muối clorua để đem lại gốc clo cho natri clorua. Vậy, em hãy chọn muối clorua của một kim loại nào mà là muối tan, nhưng sinh ra bazơ mới lại là bazơ không tan. Cô chọn muối đồng clorua. Em cũng có thể chọn các muối khác, nhưng phải đảm bảo điều kiện của phản ứng nhé. Phương pháp số 3. Cho muối tác dụng với axit để tạo thành muối mới và axit mới. Vì muối mới là natri clorua là muối tan, nên axit mới phải là axit yếu. Vậy, muối đem đi phản ứng em phải chọn là muối nào? Vì axit này phải là axit clohydric thôi. Cô chọn muối natri carbonate để sinh ra muối natri clorua và axit mới là axit carbonic sẽ bị phân hủy thành CO2 và nước khí carbonic đấy các em. Phương pháp 4. Cho hai muối tác dụng với nhau, ta sẽ thu được hai muối mới và chắc chắn muối còn lại ở đây phải là một muối không tan. Vậy hai muối đó là gì? Cô chọn natri sunfat tác dụng với bari clorua vì muối không tan là bari sunfat rất quen thuộc với chúng ta.
Thông qua bài tập 2, chúng ta đã ôn lại các tính chất hóa học của axit, bazơ và muối. Các em nhớ các điều kiện của phản ứng muối với các chất khác để viết được các phương trình hóa học cho đúng nhé. Muối còn là gia vị và là chất bảo quản thực phẩm, là một chất không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, với băng kinh soda có thành phần chính là natri hydrocarbonate, sẽ có rất nhiều hữu ích trong y tế cũng như trong các mẹo vặt để tẩy rửa đấy. Các muối khác như canxi carbonate, natri hydrocarbonate hoặc natri carbonate cũng có rất nhiều ứng dụng. Trong y tế làm đẹp, do có tính sát trùng nên muối natri clorua còn được pha loãng để làm nước súc miệng hay rửa vết thương ngoài da, kháng khuẩn, trị mụn. Trong giai đoạn phòng chống Covid, chúng ta cũng được nghe tuyên truyền phải súc họng thường xuyên bằng nước muối để ngăn ngừa các vi khuẩn virus xâm nhập vào cơ thể. Các em cố gắng thực hiện những việc này để bảo vệ sức khỏe cho mình nhé. Trong lĩnh vực giao thông, một lượng lớn muối được sử dụng để làm tan băng tuyết trên đường. Nhiệt độ thấp nhất mà muối có thể làm tan băng là âm 21,2 độ C ở nồng độ 23,3% natri clorua. Muối làm tan băng tốt nhất tại nhiệt độ gần 0 độ C và có gần 40% lượng muối ở Mỹ được dùng cho lĩnh vực này đấy. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm một số công dụng của muối ăn thông qua đoạn video sau. Thưa quý vị, muối ăn, một loại gia vị đã quá quen thuộc và hầu như gia đình nào cũng có trong gian bếp. Thế nhưng ngoài việc dùng để nêm nếm cho món ăn hàng ngày, thì muối ăn còn có những công dụng mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng với các gia đình khám phá ngay sau đây. 1. Làm sạch bàn la. Bàn la sử dụng lâu ngày thì trên bề mặt sẽ bám vết bẩn, rất khó làm sạch. Hãy dùng một miếng giấy chống thấm hoặc báo cũ, rắc đều muối lên trên, mở bàn la ở nhiệt độ nóng nhất, là lên chỗ muối đó trong vòng 1 phút, tức thì bề mặt bàn la sẽ sạch bong như mới. 2. Làm sạch vết bẩn do trứng vỡ. Trứng bị rơi vỡ xuống sàn thì rất khó chùi sạch và để lại mùi tanh. Nhưng đừng lo, chỉ cần rắc muối lên và chờ 10 tới 15 phút, muối sẽ khiến trứng kết dính lại và bạn có thể chùi đi dễ dàng. 3. Chữa cháy khi nấu ăn. Khi nấu nướng, chảo dầu bị bốc lửa thì thật kinh khủng. Hãy đổ muối vào chảo sẽ ngăn lửa tiếp xúc với oxy và dập được lửa ngay lập tức. 4. Làm sạch chảo bị cháy khét. Chảo cháy đen với những mảng đồ ăn cháy trên mặt chảo ư? Chỉ cần đổ một lớp muối lên bề mặt chảo, thêm một chút nước và lắc đều, các mảng bám sẽ tự động bong ra. Sau 10 phút, bạn chỉ cần đổ chúng đi và rửa sạch chảo. 5. Làm sạch miếng mút rửa bát. Sau khi rửa chảo cháy, có thể miếng mút sẽ bị bẩn. Chỉ cần cho 1/4 cốc muối vào khoảng 2 cốc nước, cho miếng mút vào và chờ qua một đêm. Hy vọng rằng bài học đã đem đến cho các em những kiến thức thú vị về muối. Em hãy củng cố bằng các bài tập 3, 4, 5, trang 36 sách giáo khoa và chuẩn bị bài 11, phân bón hóa học. Hãy kể tên các phân bón hóa học thường dùng và quan sát trên các bao bì nhãn tên của các phân bón hóa học có những ký hiệu gì đặc biệt nhé.